cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ rất hay, đỉnh cao của chiến thần Vương thứ nhất đấu trên Thiên Thiên Tượng Kỳ ngày 15 tháng 4 năm 2013. Trong ván cờ đầu tiên, Vương cầm bên đen đối mặt cùng kỳ thủ Lâm Hồ, cầm bên đỏ đi tiên Tần Lệ Hảo. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Tướng Chứ Chứ Tướng Chứ
将军。Như vậy các bạn vừa xem ván cờ có màn phế xe để tấn công rất hay đến từ danh thủ vương thứ nhất. Sau đây xin kính mời các bạn đón xem ván cờ thứ hai trong video ngày hôm nay, ván đấu online của danh thủ vương thiết khi cầm bên đỏ đi tiên đối mặt cùng kỳ thủ giang hồ cầm bên đen vương kha. Kính mời các bạn cùng đón xem.吃吃吃吃吃Tiếp theo sau phần cờ cho xe thói bột về bắt mã đến từ bên tiên của vương, thì trong hình cờ như trên, bên đen đã buông cờ xin thua. Khi các bạn thấy ngay, bên đỏ đang bắt đôi, là xe bắt mã và thốt bắt mã, hình cờ chết quân dành cho bên đen trong bối cảnh đó. Như vậy kênh Cửa Thủ Tinh Hoa vừa kể tới các bạn hai ván đấu trên, hai ván cờ công phu rất hay, đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.